Hai, kính chào mọi người. Đêm nay vào lúc 0:30, 0:30 ngày 30 tháng 12 năm 2018, trên sân vận động Anfield sẽ diễn ra trận thi đấu bóng đá cực kỳ hấp dẫn giữa hai đội, đó là một Liverpool và hai là Arsenal. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu 20 của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Các giới chuyên môn đánh giá gì thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, Liverpool sẽ được đánh giá cao hơn. Bởi vì sao? Với phong độ gần đây của Liverpool cực kỳ cao và trên bảng xếp hạng, Liverpool này xếp vị trí cao nhất sau 19 vòng đấu, trong khi đó Arsenal chỉ xếp vị trí thứ 5 thôi. Arsenal chỉ xếp vị trí thứ 5 một cách xa Liverpool tới mười mấy điểm. Nhưng nếu chúng ta chỉ dựa vào khoảng cách về điểm số cũng như khoảng cách về bảng xếp hạng mà đánh giá trận đấu thì không hấp dẫn, thì thật sự đó là một sai lầm quá đi. Vì sao? Vì Liverpool và Arsenal từ trước đến nay đều được biết tới là hai đội bóng của đá chơi cực kỳ hấp dẫn với tấn công đẹp mắt, mà trận đấu giữa hai đội tấn công với nhau thì chắc chắn sẽ hay thôi. Và thực tế thì nhiều trận của Liverpool và Arsenal có tỷ số bàn thắng rất là cao, nhiều bàn thắng, nhiều pha bóng tấn công hấp dẫn, đôi công, nên đêm nay bạn nào mà ngủ không được thì có thể thức coi trận đấu nhé. 0:30 đêm nay ra quán cà phê, gọi đi cà phê và ngồi thưởng thức trận đấu hấp dẫn này. Còn phần tôi sẽ dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về Arsenal. Bởi vì sao? Vì tôi là fan Liverpool. Nếu như bạn xem video clip này sau ngày 30, nghĩa là trận đấu đã xảy ra rồi đó, bạn có thể xem internet 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 gì đó để xem lại các video về trận đấu. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại tối nay cùng thưởng thức trận thi đấu bóng đá hấp dẫn nhé. Bye bye, nhớ lại 0:30 đêm nay, 0:30 đêm nay nhé.